những cái con màu vàng mà mình đang đánh dấu là nó có tokenomics đẹp đẹp ở đây tức là năm đầu tiên nó không lạm phát ví dụ zro nè tháng 6 năm 2025 nó mới bắt lock trên vector ondo tháng 1 năm 2025 nó mới unlock trên vector tức là đâu đó tầm của hai tháng nữa rồi con katizen đây nhắc tới Cartesian là hơi buồn xíu nhưng mà mày cũng lên được nhíp rồi con Cartesian là cái con mà nằm trong cái mảng về được gọi là um, tab to earn. tuy nhiên nó đi nó không đi hướng của tab to earn, uh, phần lớn mà nó đi tab to earn cộng với game phi nên con này là mình đánh dấu là tab to earn và game phi thì cái ngày 4 á, ngày 4 tháng 10 á, mình với team á, có hỏi nhau để check con này lúc đó cáp của mình mình thấy là cáp 137 triệu đô user của con này khá là đông và con này á, là mình thấy là nó có revenue thật tức là nó có doanh số thật á, nó biết cách làm kinh doanh nó biết cách làm kinh doanh tức là hút tiền á hút tiền theo kiểu gọi là làm gọi là, gọi là dự án làm có revenue uh, tiền tiền thật và với lại là Binance Invest nhưng mà cáp cũng nó cũng chỉ có 137 củ uh, triệu đô đó. rồi mình mình vô mình check đây mình ví dụ này cái mảng game phi đúng không đây gaming nè nếu mà so với về hàng tab tua nó thì cáp của nó vẫn bé hơn so với con đót và con nốt tuy nhiên nó con đót và con nốt nó có gắn về meme con này không phải là meme nó có gắn về meme nhưng con này không phải về meme nè anh em mới để ý nè đó khi mà mình check mình thấy ủa cáp của nó khá là bé cáp của nó khá là bé và đầu mình mới vào vào thử trước một dép và và nhờ team research check xem như thế nào và đúng là xong sau đó là nó bay thật à, nha thì cái con này bây giờ mình sẽ share cho anh em là bởi vì mình thấy token nó mới nó đẹp mà cáp này đang bé tuy nhiên cái này chỉ là thực chiến phân tích chứ không phải là lời khuyên đầu tư chú ý giúp mình nha mình nói rất là kỹ rồi bây giờ mình sẽ nói về con Cartesian cho mọi người xem vì để lên một cái checklist research như thế này á là team mình phải đi săn lùng từ nhiều thông tin rất là nhiều thông tin để mà ra được thì con Cartesian này á trước đây nó là tên của nó là Uh, gọi là game Cat Paradise á, nó làm về truyền thống xong sau đó là nó chuyển qua bên về game web 3 thì ban đầu tiên mình tưởng là con Cartesian này nó là mạng tắp tuôn nhưng mà xong sau đó là mình thấy nó đi hướng phần lớn về game phi hệ của nó là về hệ ton thì trong cái invest của nó thì ban đầu tiên không có Binance ngang về sau mới có Binance thì con này là hàng của về ton tiếp và ray thì ray rất là ít mình thấy khá là thắc mắc tại sao cái con này á, là nó có revenue thật nó có user mà tại sao là ray khá ít này mình sẽ vô web của nó mình check thử một vài cái thông tin thử chứ còn uh, bây giờ để check được uh, cái cái user thật của nó khá là khó. Chứ còn nếu mà thông số Mà check được hết rồi thì thật sự dễ xuống tiền. Khi nó nằm ở giữa lưng chừng thì lúc đó mình mới dễ xét. Mình có check thử cái lượng traffic như thế nào thì á uh, đương nhiên traffic nó bị cấm đầu tức là user nó giảm dần khi mà nhiều game top tour nó ra. Tuy nhiên á uh, về mặt á uh, mình thấy là cái con này nó làm ra có revenue thật tức là có dòng tiền. Và thêm một cái nữa, chờ xíu nè, đây. Tháng 6 rồi đã khoảng 12 triệu user, tháng 7 8 là giảm dần. Và tháng uh, và theo như mình thấy là tháng 8 là 3,4 triệu user. Mùa này anh em có thể đếm được những dự án mà trên một triệu user đếm đầu ngón tay trừ những dự án mà Tapuin to là nó hút được user xong sau đó. Cái user tiếp theo nó có entry được hay không? Đó là một câu chuyện. Thì cái điểm này đối với mình nó là một điểm cộng. Cái điểm cộng thứ hai nữa là nó có revenue thật. Rồi, tiếp, cái điểm cộng thứ ba, đây là về cái tokenomics nè. Nè, nè anh em để ý cái tonganomic của nó nè mình kéo kéo tới cái đoạn nè đây thì tầm đâu đó là tháng 18 tháng 9 đâu đó tầm cỡ mươi 20 20 tháng 9 thì bắt đầu nó in inlock cho vòng xít vòng thế tất cả kiểu nói chung là in cho investor vậy thì cái đoạn đầu tiên năm đầu tiên anh em để ý này là không có token lưu thông nhiều tức là không có lực xả và nó phải đi giá tức là nó phải nó phải nó phải hút nó phải gom đủ cái lượng aerob thì xong sau đó nó mới sẽ được anh em nhớ là nó có một cái lượng được gọi là gis, uh, gisri, gisri á. cái lượng này á, nó có thể lấy để sẽ được ngang, nên là thành ra là con này á dù token tokenomics của nó cái đoạn đầu mình đánh giá là ngon á, tuy nhiên á, phải xem giá đẹp thì hẳn vô mình ví dụ đây đây mình thấy là khi mà giá của nó cắm đầu đây nè cắm đầu và khi mà mình xếp cáp mình thấy khá là bé trong cái đám mà gaming á, anh em có thể vô xem gaming á, anh em xem nè, anh em so với những cái dự án ở trên nè, trừ Hamster ra nghe, Hamster là Taptoon nè, anh em so cái lượng user, so cái lượng revenue thử, xem thử mọi thứ, bắt đầu so sánh, bắt đầu anh em muốn đặt lên cái cán con để con thử là nếu mà cái dự án như thế này thì liệu nó có lên được hay không. Rồi, thì cái tokenomics của nó là giống như mình nói là không có áp lực sẽ từ VC, nhưng mà nó sẽ có cái lượng là từ Aerobe về cái lượng chia á nè đây nè cái lượng đây nè nha là cái anh em nhìn vô cái này nè anh em xem là cái lượng này á nó có thể lấy để xẻ được nên thành ra á, là cái giá cái giá mà mình khuyến nghị anh em mua giá dưới 0,5 từ 0,2 0,3 cho tới 0,5 có thể gom được tức là cáp đầu đó tầm cỡ 145 cho tới dưới tới tầm 90 là ôm là mình nghĩ là có có thể có thể gọi là gọi là có thể ổn nha yeah. đối với mình là vậy rồi tiếp nếu anh em muốn ôm nha rồi bây giờ vòng anh trai của vc vòng xích á vòng xích là ít 23 lần vòng vòng trade round là ít 8 lần tức là cũng khá là bé so với uh, vc và cái điều mình thích ở chỗ đây nữa là cái vc hình như nó khá là ít thì phải hầu như chỉ có Binance với tôm với, với với, với là ton anh lắp tới 2029 tức là cũng khá là dài rồi thì bây giờ mình sẽ chốt lại những cái yếu tố mà cái con Cartesian này theo như team mình research là thấy khá là ổn, khá là ổn. Một đó là best bởi Binance thì cái này là có nhiều dự án. Thứ hai đó là con này nó có revenue thật và nó có user. Và cái một điểm mà mình đang đang thấy nữa là nó đang mở ra hệ sinh thái game, tức là nó đang tìm cách để mà uh, sử dụng cái đồng token của nó cho những cái game để mà gọi là làm cho cái cái đồng token nó có value, thì lúc đó mới hút được mình hy vọng là con này nó tạo được cái tính bonzi nếu mà nó tạo được được tính bonzi giống như con ss với lại con gmt mùa trước chạy tu ơn đó thì có thể là có thể nó bùng nổ mình chưa biết có có làm nó có làm được hay không tuy nhiên đối với mình đánh giá là cáp của nó đang khá là bé là số 6 này Cap của nó khá là bé so với mảng tap tu ơn và game phi nên là mình 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 làm cái ưu tiên con này làm trước rồi và token nó biết khá là đẹp vậy là chỉ còn bốn yếu tố như vậy nha là 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 xong rồi con katizen nha xong đó là xong về con catizen rồi và thêm một yếu tố phụ nữa là con catizen mình thấy ít bên nào khô tức là ít con nào khô về con này hầu hết là mình thấy là đang khô nhiều về xuôi về hệ xuôi nha hầu hết và chính vì cái con mà mà ít bên khô á, thì nó mới nhẹ nhẹ thì tim mình mới lên bài research được rồi xong xong về con catizen nhá